Kính chào quý vị, hôm nay thứ Sáu ngày 15 tháng 11 năm 2024. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2024. Trước khi vào lễ, đoàn đại biểu thành phố Thủ Đức đã dâng hương dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bảo tàng Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Buổi họp mặt đã ôn lại truyền thống 94 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc cùng với thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đảng bộ chính quyền thành phố Thủ Đức không ngừng đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Sau 4 năm thành lập, thành phố Thủ Đức đã có nhiều nỗ lực phấn đấu để tập trung xây dựng một mô hình thành phố trong thành phố đầu tiên của cả nước. Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân, những đóng góp và cống hiến của đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc cho sự phát triển thành phố thời gian qua. Với tầm thế bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đây cũng là thời điểm để đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thủ Đức đẩy mạnh thực hiện giai đoạn tăng tốc đợt hoạt động cao điểm 500 ngày thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước vào năm 2025. Dịp này, thành phố Thủ Đức đã tri ân và tôn vinh những đóng góp các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc qua các thời kỳ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Thủ Đức trao bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân đã tích cực vận động, đóng góp hỗ trợ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra mắt ứng dụng công dân số thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là app công dân số, nhằm kết nối công dân và chính quyền. Đây là một ứng dụng di động thông minh, là kênh giao tiếp hai chiều giữa chính quyền thành phố và người dân bằng tương tác một chạm dễ dàng thuận tiện. Thông qua app công dân số, người dân có thể phản ánh các sự việc, gửi ý kiến góp ý, hiến kế các vấn đề mà mình quan tâm, đồng thời theo dõi sát sao tiến độ xử lý của cơ quan chức năng. Người dân cũng có thể tiếp cận, tra cứu và sử dụng các tiện ích dịch vụ công một cách nhanh chóng, thuận tiện trên nhiều lĩnh vực thiết thực với đời sống. Lễ hội quốc tế khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố Thủ Đức, hay còn gọi là Thủ Đức Innovation Fest 2024, sẽ diễn ra từ hôm nay đến ngày 17 tháng 11 năm 2024 tại công viên bờ sông Sài Gòn. Với chủ đề chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ, ngày hội mong muốn đưa các nghiên cứu và sản phẩm công nghệ đến gần hơn với cộng đồng. Phóng viên HTV đã có buổi phỏng vấn trưởng ban tổ chức lễ hội về những trải nghiệm công nghệ thú vị trong chương trình. Xin chào bà có thể cho biết ý nghĩa về lễ hội quốc tế khoa học công nghệ và sáng tạo thành phố Thủ Đức lần đầu tiên được tổ chức này ạ? Lễ hội quốc tế khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Thủ Đức lần thứ nhất là một cái chương trình mà do Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức phối hợp cùng với Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện với chủ đề là khoa học công nghệ và chuyển đổi số, phương châm From Lab to Life là mang những cái sản phẩm mà có tính ứng dụng cao để ra cho người dân được trực tiếp trải nghiệm. Đây sẽ là một cái sân chơi công nghệ cho các cái doanh nghiệp, các tập đoàn công nghệ. Ngoài ra thì còn có cái không gian để cho các em học sinh trung học cơ sở được sáng tạo trên sân khấu của chương trình The Next Innovator, cuộc thi khởi nghiệp của các bạn sinh viên và các cái doanh nghiệp khởi nghiệp ở trong và ngoài nước. Dạ vâng, sự kiện lần này sẽ có rất nhiều những hoạt động hấp dẫn. Bà có thể cho biết về những cái chương trình nổi bật của sự kiện lần này? Động nổi bật trong cái chương trình lễ hội này sẽ là cái phần ra mắt của sa bàn quy hoạch của thành phố Thủ Đức và cuộc drone show, trình diễn drone show, các cuộc đua drone trên sân khấu 360 độ. Đặc biệt tại lễ hội này chúng tôi dành một cái khu vực dành cho người dân đến trực tiếp để mà thực hiện các cái thủ tục hành chính như là đăng ký hộ chiếu, rồi đăng ký mã định danh cấp độ 2, hướng dẫn để đăng ký cư trú, đăng ký xe, đăng ký chữ ký số, hướng dẫn thủ tục để mà cấp phép xây dựng cho người dân trực tiếp tại lễ hội. Chúng tôi rất mong người dân có thể đến tham dự cái lễ hội này thật là đông vui để trải nghiệm hết tất cả những cái dịch vụ và những cái công nghệ mà các cái tập đoàn cũng như là thành phố mong muốn giới thiệu đến người dân. Dạ vâng, xin được cảm ơn bà đã dành thời gian cho Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh có buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Sau 6 tháng ra mắt tính năng Techcombank Rewards với chủ đề gắn kết thêm giá trị, trải nghiệm thêm rực màu, dành tặng khách hàng trên ứng dụng ngân hàng điện tử, thu hút hơn 9 triệu hội viên thường xuyên giao dịch và trung bình một tài khoản có 15 giao dịch trong một tháng.
Techcombank Rewards được tính điểm mọi lúc mọi nơi khi chi tiêu qua thẻ hoặc chuyển khoản qua ứng dụng Techcombank Mobile. Chỉ một điểm, Techcombank Rewards cũng có thể nhận quà đổi ưu đãi thường xuyên chỉ từ 9 điểm, linh hoạt đổi điểm thành quà tặng hoặc thành tiền để sử dụng tại các đối tác liên kết của Techcombank. Mỗi ngày em đều muốn sử dụng, đều mua một cốc cà phê, nên là em cảm thấy khi mà mình sử dụng chi tiêu và mình tích điểm ở trong ví reward thì em sẽ được đổi cốc free, nên là em cảm thấy rất là vui và hào hứng. Các cái chương trình này nó sẽ rất là hữu ích, và đặc biệt là những bên mà họ có tích hợp cái hệ thống reward ấy trên app thì đối với người dùng thì cảm thấy rất là thuận tiện, bởi vì có thể theo dõi được điểm số cũng như là nhận được quà ngay trên cái ứng dụng mobile. Khách hàng sẽ hưởng ưu đãi trong hệ sinh thái giá trị với hơn 200 đối tác, 300 thương hiệu tại 9.000 địa điểm trên toàn quốc. Việc giới thiệu ra mắt nền tảng khách hàng thân thiết này khẳng định cam kết của nhà băng nhằm tối đa hóa giá trị cho khách hàng thông qua việc xây dựng hệ sinh thái phần thưởng và lòng trung thành. Trong 2025, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng với cả hệ sinh thái lên tới khoảng 500 đối tác và 100.000 điểm chấp nhận ưu đãi của Techcombank Rewards trên khắp cả nước. Và chúng tôi sẽ tập trung vào những đối tác đặc biệt được yêu thích ở trên lĩnh vực ăn uống, ẩm thực, vui chơi và giải trí để cho khách hàng có thể liên tục được tận hưởng và có nhận những ưu đãi, khuyến mãi của Techcombank cùng với cả đối hệ sinh thái của đối tác của Techcombank. Sự ra mắt của Techcombank Rewards thể hiện cam kết của ngân hàng nhằm cộng giá trị thêm đặc quyền. Chương trình được áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 với các voucher để quy đổi thành quà tặng hoặc thành tiền sử dụng tại các đối tác liên kết của ngân hàng. Trung tâm đào tạo khu vực của CIMEL tại Việt Nam, CIMEL Retreat, phối hợp với Trường Đại học Curtin Úc tổ chức hội thảo quốc tế về nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh lần thứ 15 với chủ đề Những xu hướng mới trong giảng dạy tiếng Anh. Sự bùng nổ công nghệ thông tin đã và đang thúc đẩy những đổi mới trong nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh. Do đó, những ý kiến chuyên gia chia sẻ, thảo luận và trình bày kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm trong giảng dạy tiếng Anh đến từ các trường và các cơ sở giáo dục trong và ngoài khu vực Đông Nam Á đã mang lại những kiến thức bổ ích. Theo các chuyên gia, sự phát triển mạnh mẽ của AI, việc áp dụng công nghệ này trong giảng dạy tiếng Anh không còn là xu hướng mà đã trở thành một nhu cầu tất yếu để nâng cao chất lượng giáo dục trong thế kỷ 21. Hội thảo không chỉ mở ra những cơ hội mới mà còn kích thích suy nghĩ về tương lai của ngành giáo dục. Hội nghị triết lý điều trị burn trong phẫu thuật nha khoa tái tạo, thẩm mỹ và nha khoa cấy ghép do ITI Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Giáo sư tiến sĩ Anton Skulian là trưởng khoa nha chu tại Đại học Bern, Thụy Sĩ, là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới. Ông đã được vinh danh với nhiều giải thưởng danh giá như giải nhà khoa học xuất sắc của IADR, giải Eminence của EFB. Lần này tại Việt Nam, các bác sĩ có cơ hội để trực tiếp gặp gỡ và học hỏi từ ông trong hội nghị chuyên sâu về triết lý điều trị burn, tập trung vào phẫu thuật nha khoa tái tạo, tạo hình thẩm mỹ nha chu và quanh implant. Những sự kiện giống như vậy đó, mục tiêu chính đó là sẽ tăng cường cái sự kết nối và đặc biệt là sẽ nâng cao kiến thức của những hội viên ITI tại Việt Nam và đem những cái chuẩn điều trị, những cái thức mới nhất và ứng dụng để đem lại những cái điều trị mà tốt nhất dành cho bệnh nhân. Lĩnh hội được những cái kiến thức có thể nói là hiện đại nhất và cập nhật nhất trong cái lĩnh vực cấy ghép implant. Đây cũng là một nhân tố để góp phần vào cái thành công của ngành răng hàm mặt Việt Nam, là giữ chân người bệnh không ra nước ngoài chữa bệnh, không những thế còn thu hút Việt kiều và người nước ngoài đến Việt Nam khám chữa bệnh. Rất là vui được dự cái hội thảo hôm nay, có thầy Skulian đến Việt Nam để chia sẻ những cái kiến thức về phẫu thuật nha chu, một cái đề tài rất là quan trọng và nhiều bác đã quan tâm, thì mình thấy hôm nay cái chương trình rất là hữu ích. ITI là hiệp hội toàn cầu gồm các chuyên gia về nha khoa cấy ghép, là một cộng đồng gồm hơn 20.000 hội viên tại hơn 100 quốc gia. Mục đích của ITI là thu hút và truyền cảm hứng cho ngành nha khoa toàn cầu nhằm phấn đấu đạt được sự xuất sắc trong lĩnh vực nha khoa cấy ghép vì lợi ích của bệnh nhân. ITI đã hỗ trợ nghiên cứu về nha khoa cấy ghép từ năm 1988 với mục tiêu nâng cao kiến thức và cung cấp kết quả cho các chuyên gia trên toàn thế giới. Sài Gòn Co-op đã trao tặng phòng học tiếng Anh hiện đại và bộ sách chữ nổi cho các em học sinh khiếm thị trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Đây là hoạt động trong chuỗi 150 dự án trách nhiệm xã hội mà Sài Gòn Co-op đang thực hiện nhân dịp 35 năm thành lập.
Phòng học được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại như máy tính có phần mềm đọc văn bản, tai nghe chuyên dụng và hệ thống âm thanh chất lượng cao. Những thiết bị này được thiết kế đặc biệt chuyên dụng cho học sinh khiếm thị, giúp các em học tiếng Anh thông qua âm thanh một cách dễ dàng, mở ra cho các em cơ hội tiếp cận nhiều nguồn kiến thức mới. Bởi hiện nay, các bộ sách chữ nổi bằng tiếng Việt trên thị trường đã rất khó kiếm, còn sách nổi bằng tiếng Anh thì gần như không có. Cùng với dự án này, Sài Gòn Co-op cũng có kế hoạch thực hiện nhiều chương trình có quy mô sâu rộng hơn để kết nối với khách hàng, nhà cung cấp, cơ quan ban ngành, mang đến nhiều hơn nữa những chương trình ý nghĩa cho cộng đồng. Hòa nhịp đam mê là chủ đề của Liên hoan ban nhạc nhóm ca Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 6 năm 2024 do Trung tâm Văn hóa Thành phố tổ chức nhằm góp phần tạo nên không gian nghệ thuật đa sắc của Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố văn minh, phát triển và hội nhập quốc tế. Diễn ra từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 tại công viên bờ sông thành phố Thủ Đức, Liên hoan năm nay thu hút đông đảo ban nhạc, nhóm ca đến từ các câu lạc bộ, đội nhóm văn nghệ thuộc trung tâm văn hóa của 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức, các trường đại học cao đẳng và trong cộng đồng. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của tiết mục đã diễn ra sôi nổi, cuồng nhiệt, hứa hẹn mang đến cho Liên hoan những cung bậc cảm xúc ấn tượng. Đây cũng là dịp để các ban nhạc, nhóm ca trên địa bàn thành phố thể hiện tài năng và giao lưu học tập, kinh nghiệm, kỹ năng trình diễn, tài năng âm nhạc, sở trường của các đội nhóm, từ đó mở rộng phát triển định hướng về hoạt động văn hóa nghệ thuật hiện đại, tạo sự lan tỏa và tác động tích cực đến công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Với chủ đề sinh viên TDTU tự hào tiếp bước, hội diễn văn nghệ sinh viên năm học 2024-2025 của trường Đại học Tôn Đức Thắng đã thu hút hơn 1.000 khán giả là sinh viên và giảng viên, viên chức nhà trường, tạo môi trường giao lưu văn hóa văn nghệ của sinh viên, phát huy khả năng nghệ thuật và sáng tạo của tuổi trẻ TDTU. Hội diễn diễn ra trong 2 ngày với 48 tiết mục đến từ 16 khoa, được đầu tư và dàn dựng công phu, sáng tạo về nội dung lẫn hình thức. Mỗi tiết mục không chỉ mang đến một màu sắc nghệ thuật riêng, mà còn là dịp để mỗi sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng thắp sáng lên ngọn lửa yêu quê hương, yêu tổ quốc, để từng cá nhân thêm trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Hội diễn văn nghệ truyền thống sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng là một trong những hoạt động tiêu biểu được nhà trường tổ chức định kỳ 2 năm một lần, mang đến cho các em sinh viên sân chơi bổ ích để thể hiện tài năng, đam mê và sức sáng tạo của mình. Không chỉ là cơ hội để sinh viên trường phát huy năng khiếu văn nghệ của bản thân, mà còn góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong sinh viên, tăng tình đoàn kết giữa cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường. Ngày 14 tháng 11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thủ đô Lima để dự hội nghị các nhà lãnh đạo của 31 nền kinh tế APEC và thăm chính thức Peru. Chủ tịch Tập Cận Bình được Tổng thống Peru Dina Boluarte chào đón trọng thể tại Cung điện Quốc gia. Trung Quốc và Peru thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 53 năm. Peru là một trong những nước Mỹ Latin đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn nhất của Peru trong 10 năm liên tiếp. Trong thông báo trước khi đến Peru, Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng hai nước đã liên tục đạt tiến triển trong các dự án hợp tác lớn ở nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như khai thác khoáng sản và hạ tầng, mang đến lợi ích cụ thể cho nhân dân hai nước. Chủ tịch Trung Quốc cho biết ông sẽ hội đàm với Tổng thống Boluarte để trao đổi sâu rộng quan điểm về quan hệ Trung Quốc-Peru, hợp tác thực tế trong nhiều lĩnh vực và các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Sau lễ đón chính thức, Tổng thống Peru Dina Boluarte và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến lễ khánh thành cảng nước sâu Chancay. Cảng nước sâu Chancay là một trong những dự án đầu tư hạ tầng lớn nhất của Trung Quốc ở Mỹ Latin, với số vốn lên đến hàng tỷ đô la. Bắc Kinh và Lima đang mong muốn biến cảng Chancay thành một cảng đầu mối vận tải biển lớn giữa châu Á và Nam Mỹ. Ông Tập Cận Bình cho biết thêm rằng, ông rất mong chờ tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 31 và hợp tác với tất cả các bên để đảm bảo thành công của hội nghị và đóng góp mới vào việc xây dựng nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương cởi mở, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới và cùng nhau xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương chung tương lai. Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chọn ông Robert F. Kennedy Jr. cho vị trí lãnh đạo Bộ Y tế Mỹ. Trong vai trò này, ông Kennedy sẽ giám sát 80.000 nhân viên, ngân sách 1,7 ngàn tỷ đô la và mạng lưới rộng lớn các cơ quan và đơn vị trực thuộc. Trong phát biểu đề cử ông Kennedy hôm 14 tháng 11,
Tổng thống đắc cử Donald Trump kỳ vọng ông Kennedy sẽ khôi phục các cơ quan y tế Mỹ theo truyền thống nghiên cứu khoa học tiêu chuẩn vàng là ngọn hải đăng của sự minh bạch để chấm dứt đại dịch bệnh mạng tính và làm cho nước Mỹ vĩ đại và khỏe mạnh trở lại. Trong các bài đăng trên mạng xã hội X và các cuộc phỏng vấn trong những tuần gần đây, ông Kennedy đã chỉ ra rằng các ưu tiên của ông bao gồm giải quyết những gì ông gọi là đại dịch bệnh mạng tính mà ông cho rằng bao gồm cả tiểu đường và tự kỷ. Ông cũng chú trọng việc giảm hóa chất trong thực phẩm. Ông Kennedy từng bị chỉ trích vì đưa ra những tuyên bố y khoa sai sự thật, bao gồm việc vaccine liên quan đến chứng tự kỷ. Ông cũng phản đối các biện pháp hạn chế mà nước Mỹ áp dụng trong đại dịch COVID-19. Ông không nhận mình là người phản đối vaccine, mà cho biết ông muốn thử nghiệm vaccine chặt chẽ hơn. Ông Robert F. Kennedy Jr. từng tranh cử tổng thống năm nay với tư cách ứng viên độc lập trước khi bỏ cuộc vào tháng 8 và chuyển sang ủng hộ ông Donald Trump. Sáng nay, hãng tin Yonhap cho biết lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh sản xuất hàng loạt máy bay không người lái tấn công tự sát sau khi ông giám sát một cuộc thử nghiệm loại vũ khí này gần đây. Sáng 15 tháng 11, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, ông Kim Jong-un đã giám sát cuộc thử nghiệm các máy bay không người lái UAV tấn công tự sát gần đây. Hãng tin Yonhap cho biết, nhiều loại UAV tự sát mới này là do một diện trực thuộc Tổ hợp Công nghệ Máy bay Không Người Lái và các công ty liên quan sản xuất. Theo KCNA, các UAV có thể thực hiện nhiệm vụ ở nhiều phạm vi khác nhau và sẽ tấn công chính xác mọi mục tiêu trên mặt đất và trên biển. Theo Yonhap, ông Kim Jong-un hài lòng về các đặc điểm, dữ liệu chiến thuật, kỹ thuật của loại UAV mới được phát triển và cho biết cần thiết phải xây dựng, vận hành hệ thống sản xuất hàng loạt quy mô lớn càng sớm càng tốt. Lãnh đạo Triều Tiên đồng thời khẳng định Bình Nhưỡng đủ khả năng để sản xuất và giới thiệu nhiều loại UAV. Hãng thông tấn Sana của Syria hôm qua đưa tin khu vực ngoại ô thủ đô Damas của nước này, nơi tập trung nhiều tòa nhà sứ quán, trụ sở an ninh và văn phòng đại diện của Liên Hiệp Quốc đã bị tấn công. Có ít nhất 15 người thiệt mạng trong cuộc tấn công này. Theo hãng tin Sana, cuộc tấn công do Israel tiến hành nhằm vào nhiều tòa nhà dân sự tại các quận Maye và Kutsaya, khu vực ngoại ô thủ đô Damas. Ngoài 15 người thiệt mạng, còn có 16 người khác bị thương. Trong khi đó, đài phát thanh của quân đội Israel cho biết các mục tiêu trong vụ tấn công là trụ sở của nhóm Jihad của Palestine cùng các tài sản của nhóm này. Ngoài ra, quân đội Israel cùng ngày cũng cho biết đã tiến hành không kích khoảng 30 mục tiêu ở ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, Liban trong vòng 48 giờ. Tuyên bố của quân đội Israel nêu rõ mục đích của các cuộc tấn công này là phá hủy và làm suy yếu năng lượng quân sự của nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban. Liên quan đến vụ nổ bên ngoài tòa án tối cao Brazil hôm 13 tháng 11, một thẩm phán cho rằng kẻ đánh bom muốn cho nổ tung tòa án tối cao. Ông cũng nói rằng đây là hành động thù hằn nhằm vào các thể chế của đất nước Brazil. Thẩm phán Alexander de Moraes gọi vụ nổ là vụ tấn công tồi tệ nhất vào tòa án tối cao kể từ khi những người ủng hộ cựu tổng thống Jair Bolsonaro xông vào tòa nhà trong cuộc bạo loạn hồi năm ngoái. Cảnh sát xác định nghi phạm trong vụ nổ là Francisco Vanderlei Luiz, 59 tuổi. Ông này thuộc đảng cánh hữu của cựu tổng thống Bolsonaro và từng ứng cử vào hội đồng thành phố ở bang Santa Catarina. Hãng tin Reuters dẫn một báo cáo của cảnh sát Brazil cho thấy, tối 13 tháng 11, Luiz đã ném một vật thể về phía tòa án tối cao nhưng không gây ra thiệt hại nào. Người này sau đó đã kích nổ một quả bom tự chế và tử vong. Trong khi đó, nghị sĩ quốc hội Jorge Guetén, người từng quen biết ông Luiz, cho rằng ông này gặp vấn đề về tâm thần. Cảnh sát liên bang Brazil đang điều tra vụ nổ theo hướng khủng bố và tấn công bạo lực vào chế độ pháp quyền dân chủ. Liên quan tới hội nghị lần thứ 29, các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu COP29 đang diễn ra ở Baku, Azerbaijan. Liên minh châu Âu EU hôm qua cho biết các quốc gia tham gia hội nghị vẫn chưa thể nhất trí một mục tiêu chung về mức tài trợ cho những nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Phát biểu ngày 14 tháng 11, đại diện đàm phán của Liên minh châu Âu EU tham dự COP29, Jacob Vaxman, cho biết các nước tham gia COP29 năm nay vẫn chưa thể thống nhất mức tài chính cho nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Ông Vaxman cho rằng, dự thảo thỏa thuận về mục tiêu định lượng chung mới về tài chính khí hậu vẫn chưa đưa ra được các tín hiệu cần thiết.
Chủ đề ưu tiên tại COP29 lần này là về việc các quốc gia giàu có sẽ chi bao nhiêu để giúp các nước đang phát triển phi carbon hóa hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng thích ứng và giải quyết các hệ lụy từ biến đổi khí hậu. Một nhóm chuyên gia của Liên Hiệp Quốc ước tính cần tới 1.000 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ các nước đang phát triển giải quyết vấn đề khí hậu. Con số này vẫn đang gây nhiều tranh cãi. Trong vòng một thập kỷ qua, thiệt hại kinh tế mà biến đổi khí hậu gây ra cho thế giới đã lên tới con số hàng ngàn tỷ đô la Mỹ. Con số này ngang với thiệt hại kinh tế từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Theo báo cáo tại Hội nghị chống biến đổi khí hậu COP29, thời tiết cực đoan liên quan tới biến đổi khí hậu gây thiệt hại tài sản trên phạm vi toàn cầu là khoảng 2.000 tỷ đô la Mỹ trong thời gian từ năm 2014 đến 2023. Con số này gần ngang với thiệt hại kinh tế từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. ICC, tổ chức doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu, đánh giá khoảng 1,6 tỷ người bị ảnh hưởng bởi các sự kiện thời tiết và con số này sẽ còn tăng thêm. ICC cũng lo ngại về tương lai khí hậu toàn cầu sau khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống bởi ông có quan điểm nới lỏng các quy chế giám sát khí hậu tại Mỹ và thậm chí còn rút Mỹ khỏi hiệp ước chống biến đổi khí hậu trong nhiệm kỳ trước. Những dữ liệu trong thập kỷ qua cho thấy một điều chắc chắn rằng biến đổi khí hậu không phải là một vấn đề của tương lai. Thiệt hại năng suất do các sự kiện thời tiết cực đoan đang được cảm nhận rõ rệt trong nền kinh tế thực ngay vào thời điểm hiện tại. Tại Hà Nội, Respect Việt Nam cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Úc đã tổ chức hội thảo tinh gọn ESG trong tổ chức học tập, tăng tốc lồng ghép ESG vào ưu tiên kinh doanh cốt lõi với sự tham gia của các nhà quản lý, nhà đầu tư, lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia ESG và phát triển bền vững. Theo các chuyên gia, tại Việt Nam, chỉ có 5% các công ty được khảo sát đang thực hành ESG gồm môi trường, xã hội và quản trị. Thách thức chính là sự thiếu hụt kiến thức về ESG, các quy định hướng dẫn không rõ ràng, năng lực của lãnh đạo và khoảng cách lớn giữa kế hoạch và kết quả thực thi. Nếu như một doanh nghiệp mà chọn hai con đường, nghĩa là cứ đi thì sẽ thành đường, hay là chúng ta cần phải kế hoạch, chúng ta phải nghiên cứu, chúng ta phải học tập cho tốt, tập trung thực hiện những cái tư duy mới, những cái tư duy tinh gọn và học cùng với những người trong tổ chức của mình, thì một điều chắc chắn rằng cái công cuộc ESG nó như là một cuộc chạy, nhưng chúng ta đi đến đâu thì chúng ta đạt được mục tiêu đến đó. Hội thảo là cơ hội đặc biệt để các doanh nghiệp thực sự muốn chuyển mình với ESG, kết nối với các chuyên gia cùng chí hướng. Lựa chọn đúng chính là cơ hội tăng tốc thành công, đưa ESG vào chiến lược kinh doanh cốt lõi. Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội diễn văn nghệ giáo dục nghề nghiệp cấp thành phố lần thứ nhất năm 2024 với chủ đề Hành trình đổi mới vươn tới tương lai. Hội diễn thu hút sự tham gia của 24 đơn vị giáo dục nghề trên địa bàn thành phố với hơn 50 tiết mục dự thi. Chương trình nhằm thúc đẩy và nâng cao chất lượng phong trào văn hóa văn nghệ trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, qua đó tăng cường bồi dưỡng nhân cách, giáo dục chính trị tư tưởng, tình yêu quê hương đất nước, là sân chơi lành mạnh cho sinh viên, học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cùng thể hiện tài năng và sức sáng tạo qua những tiết mục biểu diễn đặc sắc. Hiệp hội ngành tóc và làm đẹp Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tôn vinh và tri ân những nhà giáo ngành tóc và làm đẹp Việt Nam với chủ đề tỏa sáng giữa đời thường. Chương trình có sự giao lưu với các chuyên gia tóc và làm đẹp đến từ Hàn Quốc. Ngành tóc và làm đẹp không chỉ là một nghề mà còn là một nghệ thuật, là nơi kết nối đam mê, sự sáng tạo và tình yêu đối với cái đẹp. Những người thầy trong ngành tóc là những người đã kiên nhẫn truyền đạt kiến thức, kỹ năng và cả tâm huyết để thế hệ sau có thể phát triển và nâng cao tay nghề. Thông qua cái chương trình này thì chúng tôi được học tập từ những bạn bè đồng nghiệp, những chuyên gia trong và ngoài nước bên lĩnh vực ngành làm đẹp. Những chương trình được Hiệp hội tổ chức thì thường xuyên tổ chức rất là công phu, rất là chỉn chu và đặc biệt là rất quan tâm đến những thế hệ đi trước và có những sự tri ân những thế hệ tiền nhân. Tại ngày hội, các học viên đã có dịp chiêm ngưỡng kỹ thuật làm tóc đến từ các giảng viên Hàn Quốc và giao lưu trình diễn cuộc thi Hương sắc tóc hội nhập. Thưa quý vị, Liên hoan sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2024 đang diễn ra, thu hút khoảng 25 vở diễn từ 20 đơn vị, trong đó nhà hát kịch sân khấu nhỏ mang 3 vở diễn để tranh tài.
Ba vở diễn gồm kịch đề tài Hậu chiến đồng chí là dự án do Hội sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, giao nhà hát kịch sân khấu nhỏ sản xuất, biểu diễn đầu tiên khai màn cho hội diễn. Tiếp đó là hai tác phẩm màu sắc khác lạ, bi kịch Bến Lửa Lòng và kịch trinh thám Đêm Vượng Hú. Giám đốc nhà hát kịch sân khấu nhỏ, nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên cho rằng, liên hoan là cơ hội để các sân khấu, nhà hát so tài giới thiệu phong cách và đặc điểm riêng có của mình đến đồng nghiệp và công chúng. Đây cũng là dịp để các đơn vị hoạt động kịch nói thành phố tự đánh giá lại mình và sáng tạo tốt hơn cho khán giả. Liên hoan sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 sẽ kéo dài đến ngày 29 tháng 11. Dự kiến có khoảng 300 nghệ sĩ kịch nói thành phố tham gia liên hoan lần này. Lễ tổng kết diễn ra tại nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Tim Sao đã tham gia triển lãm quốc tế các thiết bị biểu diễn chuyên nghiệp năm 2024, giới thiệu giải pháp sơn phủ tiên tiến dành riêng cho vỏ thùng loa thương hiệu Bejica. Sản phẩm không chỉ bảo vệ thiết bị âm thanh khỏi các tác động bên ngoài mà còn nâng cao trải nghiệm nghe nhìn cho khách hàng. Công ty Tim Sao của chúng tôi có kinh nghiệm 15 năm trong ngành sản xuất thiết bị âm thanh tại Việt Nam. Đến với triển lãm Flash Show 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi mang đến sản phẩm sơn thùng loa. Ưu điểm sản phẩm của chúng tôi đấy là có màu sắc đa dạng, độ bền màu cao, chống chảy xước, đặc biệt là thân thiện với môi trường. Sơn phủ thùng loa Bejica kỳ vọng là biểu tượng của sự đổi mới và tiến bộ trong công nghệ vật liệu với cam kết sử dụng các thành phần thân thiện với môi trường trong quá trình sản xuất sơn, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và an toàn cho người sử dụng. Việt Nam Food Expo 2024 là sự kiện xúc tiến thương mại quốc tế có quy mô lớn trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm tại Việt Nam. Tham gia triển lãm, công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp giới thiệu thương hiệu La Mân Cà Phê, sản phẩm đã đạt danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024. Với sứ mệnh gìn giữ và lan tỏa hương vị cà phê Việt Nam thuần khiết, La Mân Cà Phê luôn đặt yếu tố chất lượng lên hàng đầu. Hiện La Mân Cà Phê đã chủ động áp dụng mô hình sản xuất xanh, sử dụng năng lượng tái tạo và công nghệ thân thiện với môi trường. Công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp là doanh nghiệp top đầu cả nước trong sản xuất và xuất khẩu cà phê. Các chứng nhận quốc tế về chất lượng mà Vĩnh Hiệp cùng chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn gốc của cà phê đã góp phần nâng cao sức cạnh tranh của hạt cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.